Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Tổng thống Trump thăm Louisiana sau khi bão Laura tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng 8, đã đến thăm Lake Charles, bang Louisiana, nơi chịu ảnh hưởng của bão Laura. Bão cấp 4 Laura đã đổ bộ vào Louisiana vào đầu ngày 27 tháng 8 với sức gió 241 km/h, làm hư hại nhiều tòa nhà, quật đổ cây cối và khiến hơn 650.000 người ở Louisiana và Texas rơi vào cảnh mất điện. Tuy nhiên, chiều cường của bão Laura thấp hơn nhiều so với dự đoán. Cơn bão đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Tôi không phản nàn gì. AFP dẫn lời ông Trump khen ngợi các quan chức liên bang và địa phương tại cuộc họp báo ở một sở cứu hỏa sau chuyến thị sát. Louisiana đã trải qua rất nhiều khó khăn. Covid-19 và giờ là bão. Một vài điều khác nữa, mọi người đã làm rất tốt. Ông nói với các quan chức bang Louisiana, gồm thống đốc đảng Dân Chủ John Bell Edwards, Ông Trump cho biết cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA đã phân phối 2,6 triệu lít nước và 1,4 triệu bữa ăn cho hàng trăm nghìn nạn nhân của bão bị mất điện và nước sinh hoạt. Fox News phá kỷ lục phủ sóng vào thời điểm ông Trump nhận đề cử của Đảng Cộng hòa vào tối 27 tháng 8 khi Tổng thống Donald Trump chính thức chấp nhận lời đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tái tranh cử chức vụ Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ năm 2020 với lời hứa sẽ đưa nước Mỹ đạt đến những tầm cao mới đáng kinh ngạc. Bài diễn văn của ông đã thu hút thu hút 9,2 triệu người xem trên kênh Fox News. Bài diễn văn của ông có thời lượng khoảng 70 phút. Đây cũng là bài diễn văn nhận lời đề cử dài nhất trong lịch sử đương đại Hoa Kỳ, phá kỷ lục của tổng thống Bill Clinton đương đại với thời lượng 64,6 phút. Theo Fox News, vào thời điểm từ 22 đến 23 giờ 45 ngày 27 tháng 8, trong thời gian tổng thống Trump đọc bài diễn văn của mình đã có khoảng 9,2 triệu lượt người đã theo dõi qua kênh truyền hình của Fox News đây có thể nói là con số ấn tượng lịch sử của hãng truyền thông này và còn phá kỷ lục xếp hạng với mức độ phủ sóng cao nhất. Điều đáng nói, những ông lớn truyền thông như CNN, MSNBC, ABC, CBS và NBC chỉ thu hút hơn 2,6 triệu người xem cùng thời điểm đó. Trong đó, CNN có trung bình 2,2 triệu người xem. MSNBC chỉ thu hút 1,9 triệu người. Fox có trung bình 7,8 triệu lượt người xem trong khung giờ vàng vào tối ngày 27 tháng 8 mà mạng này ghi nhận là tổng lượng người xem trung bình cao nhất và giờ vàng cao nhất cho bất kỳ đại hội đảng chính trị nào trong lịch sử truyền hình cáp so với 2 triệu người của MSNBC và 1,8 triệu của CNN. Theo nghiên cứu truyền thông Nielsen, ngoài ra chương trình Hannity đạt trung bình 7,8 triệu người xem và chương trình Tucker Carlson Tonight đạt trung bình 6,3 6,3 triệu người xem vào thứ năm và cả hai chương trình đều thu được xếp hạng cao nhất trong lịch sử mạng cho các khoảng thời gian tương ứng của hai kênh này. Nhìn chung Fox News có trung bình 7,9 triệu người xem trong suốt 4 ngày diễn ra Đại hội Đảng Cộng Hòa. Fox đã thu hút 2,2 triệu người xem trong độ tuổi từ 25 đến 54. Vào thời điểm Tổng thống Trump đọc bài diễn văn, so với 757.000 người của CNN và 391.000 người của MSNBC. Ba cựu quan chức Philippines thúc giục đưa phán quyết biển Đông lên Liên hiệp quốc. Hai cựu quan chức chính quyền tiền nhiệm Philippines và một cựu phó tư pháp cấp cao của tòa án tối cao, nước này đã thúc giục bộ trưởng ngoại giao Teodoro Alosin Jr. đưa phán quyết trọng tài về biển Đông, được viết tắt là SCS, năm 2016 lên Đại hội đồng Liên hiệp quốc UNGA. Họ tin rằng hành động này có thể buộc Trung Quốc tôn trọng phán quyết và ngừng các hành động khiêu khích tiếp diễn của họ trong vùng biển tranh chấp, theo Business Mirror. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Albert de Rosario và Ombudsman Conchita Cobio Morales trong một tuyên bố chung đi yêu cầu ông Lassin tận dụng phiên họp thường kỳ lần thứ 75 của UNGA sẽ được tổ chức tại trụ sở chính ở New York vào ngày 15 tháng 9 tới. Đồng tham gia tuyên bố của họ có cựu quan chức tư pháp Antonio Corbio. Bắc Kinh cấm nhập khẩu thịt bò từ nhà cung cấp thứ năm của Úc. Bắc Kinh đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ một nhà cung cấp thứ năm của Úc. Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Úc Scott Morrison công bố luật mới có thể chấm dứt các thỏa thuận gây tranh cãi do Trung Quốc hậu thuẫn ở Australia, bao gồm sáng kiến vành đai, con đường ở bang Victoria và các viện khổng tử, theo Epoch Times. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu từ nhà sản xuất thịt bò Queenland John D. Warwick, thông báo ngày 27 tháng 8, cáo buộc rằng chất kháng sinh gây ung thư Clostridium đã được phát hiện trong thịt than từ lò mổ. Bộ đã thông báo cho John D. Warwick về quyết định đình chỉ ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra và sẽ báo cáo lại trong vòng 45 ngày. Bắc Kinh sử dụng các nhà khoa học Úc trong việc vươn lên thống trị công nghệ và quân sự. Một báo cáo mới của viện chính sách chiến lược Úc viết tắt là ASPI cho thấy đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các phương pháp phi pháp và âm thầm để thu thập các nghiên cứu và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới trong nhiệm vụ trở thành cường quốc quân sự ưu việt của thế giới, theo The Post Times. Thống kê chính thức cho thấy Trung Quốc đã tuyển dụng khoảng 60.000 nhà khoa học học giả, doanh nhân và nhà nghiên cứu ở nước ngoài từ năm 2008 đến năm 2016 bằng cách sử dụng hơn 200 chương trình tuyển dụng nhân tài ở nước ngoài và ít nhất 600 trạm tuyển dụng nhân tài ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Alex George, tác giả của báo cáo ESPI cho biết, báo cáo giải thích cách Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới chiêu bài đảo ngược tình trạng chảy máu chất xám của Trung Quốc, đã tuyển dụng hàng nghìn nhà khoa học ở nước ngoài, bao gồm các nhà khoa học và doanh nhân phương Tây trong các chương trình tuyển dụng nhân tài ở nước ngoài như kế hoạch ngàn nhân tài. Thỏa thuận TikTok bị làm phức tạp bởi các quy tắc mới từ Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu công nghệ. Trung Quốc hôm thứ Sáu đã đề cập Nhật các quy tắc kiểm soát xuất khẩu của mình, để bao gồm nhiều loại công nghệ mà họ cho là nhạy cảm, bao gồm cả công nghệ tương tự công cụ khuyến nghị được cá nhân hóa của TikTok. Sau đó, hôm thứ Bảy, Tần Hòa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng bài bình luận cùng một giáo sư. Ông này nói rằng quy định mới có nghĩa là công ty mẹ của ứng dụng video. Gã khổng lồ Internet Trung Quốc By dance có thể sẽ cần phải xin giấy phép trước khi có thể bán công nghệ của mình cho một công ty Mỹ, theo The New York Times. Sự khẳng định quyền lực vào phút cuối của Bắc Kinh là một điểm bất ngờ trong một thỏa thuận mua bán khi hai tập đoàn Walmart và Microsoft đang chạy đua để mua lại hoạt động kinh doanh của TikTok tại Hoa Kỳ, trước khi chính quyền Trump cấm ứng dụng này, tờ New York Times bình luận. Sự thay đổi quy tắc và các bài bình luận trên các phương tiện truyền thông chính thức cho thấy ý định của Trung Quốc trong việc đặt định các điều khoản đối với một thỏa thuận tiềm năng, mặc dù các chuyên gia cho biết vẫn chưa rõ liệu chính phủ Trung Quốc có đi xa đến mức hủy bỏ thỏa thuận này hay không. UAE chấm dứt việc tẩy chay hàng hóa Israel theo sau thỏa thuận hòa bình. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã chính thức chấm dứt hoạt động tẩy chay hàng hóa Israel hôm thứ Bảy, khoảng một tuần sau khi ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian với nước này, AP đưa tin. Lãnh đạo UAE đã công báo sắc lệnh cho phép lưu thông thương mại giữa hai nước hôm thứ Bảy, đồng thời đề ra một quy trình để hội nhập nền kinh tế, AP đưa tin. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình UAE Israel ngày 13 tháng 8, nói rằng đây là một bước tiến quan trọng đối với hòa bình ở khu vực Trung Đông. UAE và Israel là một trong những quốc gia tiên tiến nhất ở Trung Đông, với UAE là nguồn cung dầu dồi dào tạo nên các đô thị phát triển như Dubai và Adobe, và Israel là nơi tập trung các công ty công nghệ kiểu phương Tây và các ngành nghề tiên tiến khác. Gạch tên Trung Quốc Trong hệ thống bưu chính, Mỹ bắt đầu quá trình tuyệt giao. Dịch vụ chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng hóa toàn cầu UPS đã không còn đích đến China, Trung Quốc trong hệ thống. Hôm 18, hôm 28 tháng 8, cô Cát sống ở bang New York Hoa Kỳ muốn gửi một tập tài liệu cho người thân hiện đang ngủ tại Trung Quốc. Cô đến dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ, USPS, nơi địa phương mình ở. Bất ngờ thay câu trả lời cô nhận được là không có Trung Quốc trong hệ thống. Vậy nên tập tài liệu đó không gửi qua đường bưu điện được. Cô Cát nói với phóng viên Trang BL Daily rằng Trưa hôm nay ngày 28 tháng 8, tôi đến bưu điện hỏi tôi gửi đến đâu. Tôi nói là Trung Quốc, nhưng họ nói không gửi được. Tôi hỏi tại sao? Thì họ nói không có Trung Quốc trong hệ thống của họ. Sau đó cô cắt lại đến trung tâm dịch vụ, chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng hóa toàn cầu UPS, United Postal Service. Khác, nhân viên ở đó nói là có thể gửi được, nhưng chi phí rất khá cao. Chỉ mấy trang giấy mà thôi cũng đã tốn 120 đô la Mỹ rồi điều quan trọng nhất là không chắc chắn bên kia có thể nhận được hay không, thậm chí có thể phải mất từ 3 tới 6 tháng. Cô cắt rất ngạc nhiên. Cô gọi, lại gọi cho trung tâm chuyển phát nhanh quốc tế Federal Express, nhưng đầu dây bên kia trả lời là không gửi được. Chuyển cuộc gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng tại trụ sở chính, nhưng trước sau không nghe ai, không có ai nghe máy. Cô cắt gượng cười nói với phóng viên rằng, Tại sao không nói rằng, không nói không rằng tất tuyệt giao như vậy rồi? Xem ra ngày tháng gian nan của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến rồi. Canada hủy thử nghiệm vaccine Trung Quốc vì vận chuyển chậm. Canada đã hủy thỏa thuận phát triển vaccine COVID-19 với công ty công nghệ sinh học CanSino của Trung Quốc vì lý do vận chuyển thuốc chậm trễ. Đầu tuần này, Kensino đã phủ nhận chuyện hợp tác bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada, viết tắt lò NRC, một cơ quan do chính phủ tài trợ đã xác nhận rằng các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine AD5 và NCOV sẽ không được tiến hành ở Canada. Hội đồng cho biết, Du Cancino vận chuyển chuyến vận chuyển vaccine COVID-19 đến Canada chậm và vì CanSino hiện đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 tại nơi khác. Cơ hội cụ thể này đã qua NRC đang tập trung đội ngũ và cơ sở vật chất của mình vào những ưu tiên khác. NRC đã ký thỏa thuận với CanSino thực hiện thử nghiệm giai đoạn 1 vào tháng 5, hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8. CanSino, niêm yết tại Hồng Kông, đã trình lên sàn giao dịch chứng khoán của một thành phố tuyên bố phủ nhận việc hợp tác với Canada bị đổ vỡ theo như truyền thông đưa tin. Vắc xin viêm phổi Vũ Hán AD5 và NCOV do nhóm nghiên cứu Trần Vĩ Chen Wei của Học viện Khoa học Quân sự và Công ty Công nghệ Sinh học Kensino hợp tác phát triển nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào ngày 13 ngày 18 tháng 3 năm nay và được cấp phép vào ngày 11 tháng 8 trở thành bằng sáng chế vaccine ngừa virus corona mới đầu tiên của Trung Quốc. Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada nói rằng họ đã chuyển sang tập trung hợp tác với đối tác Bắc Mỹ và đang làm việc với VBI, có trụ sở tại Massachusetts và tổ chức vaccine và bệnh truyền nhiễm của Đại học Saskatchewan, trung tâm vaccine quốc tế, đồng thời tìm kiếm các đối tác khác giai đoạn thí nghiệm. Vốn được lên lịch vào đầu tháng 6, nhưng CanSino bị từ chối, cấp phép cho chuyển vaccine đi. Hội đồng cho biết sau khi ký thỏa thuận, chính quyền Trung Quốc thay đổi quy trình liên quan đến việc vận chuyển vaccine đến các quốc gia khác. Quy trình này không được làm rõ với NRC, nhưng CanSino không có thẩm quyền để chuyển vaccine đi vào thời điểm đó. Người Hoa không quen dùng BDS bảo lãnh cho nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ bắt. Hồi tháng 7, Mỹ bắt giữ nghiên cứu viên 37 tuổi Đường Quyên, tức là Tang Yuan, có bối cảnh liên quan đến quân đội đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần đây, một người đàn ông gốc hoa không quen biết với Đường Quyên đã đồng ý dùng bất động sản trị giá 500.000 USD để bảo lãnh cho Đường Quyên tại ngoại. Hôm 28 tháng 8, Tòa án khu vực liên bang Mỹ đã phê chuẩn việc này. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, tòa án liên bang khu vực tại San Francisco, 28 tháng 8, đã phê chuẩn đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho Đường Quyên, một nghiên cứu viên khoa học của quân đội Trung Quốc, từng ấn thân trong lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Hiện tại, cô ta bị giam tại nhà tù quận San Francisco trong thời gian làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại và phía công tố có thể đề xuất phản đối, đường Quyên vẫn sẽ bị giam giữ ít nhất một tuần nữa. Theo Bloomberg đưa tin, ông C. Người Trung Quốc di dân bí ẩn này là một luật sư, ông cho biết nguyên nguyện ý dùng bất động sản trị giá 500.000 US dollars để thế chấp bảo lãnh và bố trí nơi ở cho đường quyền. Về việc này, thẩm phán xử lý vụ án là Kendall Newman, đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc bởi vì trước ngày 27 tháng 8, ông C chưa từng gặp qua đường quyên hơn nữa hai người, họ chưa từng nói chuyện. Hiện tại lại muốn thế chấp toàn bộ tài sản để bảo lãnh cho cô. Ông Kendall Newman nói, tôi muốn chắc chắn rằng họ hiểu, bao gồm bác sĩ đường quyên, nếu cô ấy trốn thì ông C sẽ thảm, sẽ mất toàn bộ tài sản. Hiện tại thẩm phán cho biết nếu ông C đồng ý cung cấp khoản chế chấp tương đương 750.000 US dollar, ông sẽ nghiêng về phía đồng ý cho đường quyên được bảo lãnh. Thẩm phán khuyên ông C nên suy nghĩ thận trọng, sau đó thông báo cho thẩm phán. Trong thời gian xử lý bảo lãnh, phía công tố Mỹ cho rằng nếu đường quyên ra tù, chính phủ đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ giúp đỡ cô ta chạy thoát. kính thưa quý khán thính giả. Điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả và toàn gia quyến một ngày được an khang và hạnh phúc.